Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, được biết đến như ông trùm buôn gỗ khét tiếng của đất Bình Thuận, tên tuổi máu mặt của Hai Chi từng khiến nhiều gia đình của đàn em trong vùng vừa khiếp sợ vừa kinh tởm. Bởi lẽ không những chơi bẩn, hắn còn ăn bẩn cả vợ đàn em bằng những chiêu thức lừa lọc ma mãnh và đê hèn, dù bản thân hắn đã có tới 3 người vợ. Hai Chi đã dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Có thể nói, trong giới giang hồ năm 2005, Hai Chi như một kẻ ngông cuồng và hách dịch, ếch ngồi đáy giếng. Thế nhưng tên tội phạm này lại luôn cho rằng mình là bề trên, ai cũng phải kiêng nể, nên hắn đã hoành hành cả vùng đất cằn cát cháy của Bình Thuận. Tên thật của y là Nguyễn Thanh Gương, 50 tuổi, quê gốc Quảng Ngãi, nhưng sinh sống và lập nghiệp ở thôn Nghĩa Hiệp, xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Cũng như bao kẻ khốn khó khác, thời gian đầu Hai Chi rất khó khăn, nhưng với bản tính ma mãnh, nham hiểm và lươn lẹo, chỉ từ hai bàn tay trắng, hắn đã nhanh chóng trở thành tên trùm giang hồ có tiếng trong vùng. Giàu có nhờ làm ăn bất chính, hắn nhanh chóng kiếm được vợ, không chỉ một mà tận 3 vợ và 11 người con. Những người vợ của hắn cũng là những người đàn bà có số má trong vùng. Vợ con hắn sau này trở thành trợ thủ đắc lực cho hành trình xưng bá trong thế giới ngầm của hắn lúc bấy giờ. Người vợ đầu tiên có hôn thú, được cưới gả đàng hoàng tên Nguyễn Thị Mai, hơn hắn 2 tuổi. Hai Chi mở một quán cà phê, bia ôm có tên Trúc Mai cho thị quản lý. Còn về phần vợ hai, người đời hay mỉa mai gọi cuộc hôn nhân này của hắn là trai tứ chiếng gặp gái giang hồ. Sở dĩ có điều này bởi Lê Thị Thu Hằng, vợ hai của hắn, cũng là một đầu nậu truyền buôn gỗ lậu, có lý lịch bất hảo, không người đàn ông nào dám đụng đến. Hai Chi cũng mở cho Hằng một quán bia ôm, song thực chất đây là hang ổ, quy tụ các đồ mối lậu trong và ngoài khu vực. Băng nhóm của Hai Chi phần lớn là người trong gia đình. Người ngoài không có quan hệ họ hàng với hắn được thu nạp vào băng nhóm, phần lớn là phải làm để trả nợ hoặc có ân tình nên được Hai Chi giúp đỡ. Là một kẻ ngông cuồng hách dịch nên Hai Chi luôn tỏ ra mình chơi trội và có những phát ngôn bất hảo. Hắn từng tuyên bố trước đám đông, càng đi tù tao càng khôn ra. Đối với tao, đi tù là một chuyến du lịch và được làm quen thêm với nhiều ông lớn, nhiều bạn tù có số. Thực tế, Hai Chi tuyên bố như thế cho sướng cái miệng thôi, chứ giang hồ nổi danh ở nhiều miền nghe tin Hai Chi đã ghét vì cái tính bẩn thỉu, toàn ăn hiếp kẻ yếu phụ nữ. Thậm chí, tên giang hồ nửa mùa này còn sử dụng nhiều chiêu thức bỉ ổi, hèn hạ, bỉ ổi đối với vợ đối thủ, đàn em. Thông thường, trong giới giang hồ có cái gọi là tình nghĩa anh em, trọng nghĩa khí, nhưng băng nhóm của Hai Chi thì không như vậy. Băng nhóm của Hai Chi phần lớn là người trong gia đình. Người ngoài không có quan hệ họ hàng với hắn, được thu nạp vào băng nhóm, phần lớn là phải làm để trả nợ. Đàn em xã hội cũng buồn gỗ tức tối với mấy thằng trong nhóm. Hai Chi cùng đám đệ tử đến tận nhà, bắt vợ của thằng đàn em hiếp tại chỗ trước mặt người đó nhằm dằn mặt đứa khác. Không chỉ vậy, Hai Chi còn ăn tình cả vợ đàn em đang làm việc cần mẫn cho mình bằng chiêu bẩn thỉu. Thấy vợ đàn em ưa nhìn, da trắng, ăn nói nhỏ nhẹ, hắn không kìm được dục vọng, muốn chiếm tình bằng được. Do là đàn em tốt nên Hai Chi không thể trắng trợn hiếp vợ của thuộc cấp, nên hắn dùng chiêu điều đàn em đi đón gỗ rồi mò đến nhà hiếp vợ của đàn em. Một đàn em làm gỗ chung với Hai Chi, nhân một chuyến vận chuyển gỗ lậu bị kiểm lâm bắt, Hai Chi trút giận lên đầu đàn em bằng cách hiếp vợ anh ta ngay tại nhà. Sau đó anh này cự nữ thì Hai Chi sai người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sự hoang dâm của Hai Chi đã khiến rất nhiều đôi vợ chồng đàn em kinh tởm và khinh bỉ đến cùng cực. Nhưng vì miếng ăn, họ lại phải cắn răng chịu nhục, sống những ngày tăm tối dưới trướng của Hai Chi. Những chủ buôn gỗ khác ở trong vùng không chịu bán gỗ cho hai vợ chồng hắn cũng nếm trải cảnh cay đắng không kém. Có ít nhất vài chủ buôn gỗ nhỏ đã tan nhà nát cửa, có người bỏ đi biệt xứ, vợ không thể tìm được chồng, có người nhìn chồng bị điên mà chấp nhận để Hai Chi hiếp do không biết đi đâu về đâu. Bình thường, một tên trùm xã hội đen, nhiều tiền, nhiều quyền lực ngầm, chân dài, bóng hồng tự theo đến, hoặc hắn tự tìm đến những bóng hồng đẹp làm của riêng mình, chứ không ăn bẩn kiểu hiếp vợ đàn em, đối thủ như vậy. Có tới 3 người vợ, nhưng vẫn đi thêm thuông vợ của chính những đàn em khác như giang hồ nửa mùa Hai Chi thì đúng là chuyện hiếm trong giới giang hồ. Đối với yêu dâu xanh Hai Chi thì 3 vợ cũng chưa đủ thỏa mãn thú tính của hắn. Đối với 3 bà vợ thì câu chuyện về người vợ thứ 3 của Hai Chi cũng không nằm ngoài sự hoang dâm vô độ của gã giang hồ nửa mùa đê hè này. Hắn gặp cô gái này trong một lần nhận chạy án cho một người phụ nữ ở Bình Định. Không ai nghĩ một tên giang hồ như hắn lại có thể nhận chạy án dễ dàng như vậy. Thực chất, tất cả kế hoạch đều nằm trong tay của hắn. Với thế lực của mình, Hai Chi đã nhận được rất nhiều tiền để chạy án cho nhiều người, song thực chất là cưỡng đoạt tài sản của họ. có những vụ án do chính đàn em của hắn gây ra cho bị hại, nhưng sau đó đến công an đã bị đổi trắng thay đen, người bị hại thành kẻ đánh người, bị hù dọa, người nhà của bị hại phải mang tiền đến nhờ Hai Chi chạy án. Một năm trước khi bị công an sơ gáy, hắn từng nhận chạy án cho mẹ con cô gái này. Để tiện cho công việc, hắn sai hai mẹ con Thị ở tại nhà trọ của đám đệ tử. Người mẹ thì già cả, héo hắt, nhưng người con gái đi cùng thì còn phơi phới tuổi trăng rằm. Thấy người con gái này trắng trẻo, xinh xắn, lại còn rất non, không cưỡng lại được sự dâm dục trong người, Hai Chi tìm kế chiếm đoạt cho bằng được mới thỏa lòng ham muốn. Hắn sai bọn đàn em đưa người mẹ đi gặp gỡ cán bộ địa phương để xử lý vụ chạy án, phần hắn thì ở nhà cưỡng đoạt phận con gái nhà người ta. Một thời gian sau, thấy bụng con gái to dần, người mẹ tra hỏi mới hay rằng con gái đã được chú Hai yêu. Bụng đã to, người mẹ nghèo khổ đưa con sang nhà Hai Chi làm rõ sự tình. Thấy vậy, hắn nhận người này làm vợ ba, người mẹ cũng đành chấp nhận mà không hề có mai mối, cưới hỏi đàng hoàng. Là chùm xã hội đen của khu vực, có vợ, có thiếp, có đến hàng tá bồ, nhưng Hai Chi, Nguyễn Thanh Gương vẫn bẩn thỉu ở chỗ, triệt hạ được đối thủ rồi thì yêu cầu thuộc hạ bắt vợ của đối thủ đến trước mặt, ép vợ của đối thủ phải làm tình với hắn trước mặt chồng. Hai Chi không chỉ gây chấn động và căm phẫn lớn trong dư luận bởi hành vi vi phạm pháp luật tàn độc và có hành vi tình dục bẩn thỉu bỉ ổi. Đây có lẽ là tên tội phạm bỉ ổi nhất trong lịch sử tội phạm hiện đại Việt Nam. Tội ác chất chồng, sau này toàn bộ những hành vi của gã giang hồ Hai Chi đã bị lật tẩy. Hai Chi đã phải trả giá đắt cho những tội lỗi của mình. Nhưng tiếng tăm của tên giang hồ nửa mùa này cùng sự hoang dâm vô độ vẫn khiến cho người dân thôn Nghĩa Hiệp, tỉnh Bình Thuận cảm thấy kinh tởm và gây sợ. Đặc biệt trong vụ án, gã giang hồ đã cậy mạnh ức hiếp yếu trong làm nhục rất nhiều cô gái mà chúng tôi chuyển đến quý vị dưới đây. Minh Sứt, tức Ngô Đức Minh, vốn là ông trùm mua bán ma túy lừng danh ở Hải Phòng, chuyển vào Nam sinh sống. Minh Sứt là đàn anh của ba trùm Dung Hà, nổi danh giang hồ là sát người đẹp. Dọc đường giang hồ của Minh Sứt có bao nhiêu chân dài, bóng hồng theo, chỉ có Minh mới đếm được. Giang hồ cũng lưu truyền rằng Minh Sứt có 3 thứ nổi ngang nhau, đó là mua bán ma túy, sát gái và nổi danh vì anh kết nghĩa của Dung Hà. Mua bán chất ma túy và là anh của ba trùm Dung Hà thì đúng rồi. Còn nổi danh sát gái thì nói như dư luận là thông tin chưa được kiểm chứng bởi cơ quan chức năng, nhưng được kiểm chứng bởi chữ giang hồ. Chuyện là thế này, khi bà trùm em bị đàn em của ông trùm nằm càm bắn chết, Minh Sứt đã thuê hẳn một chuyên cơ riêng chở quan tài bà trùm em về đất cảng. Minh Sứt đã chỉ đạo cho đàn em là đệ tử trước đây của Dung Hà ở đất cảng lo mọi chuyện khi quan tài về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Thế là một đám tang rình rang khác lạ theo kiểu giang hồ chưa từng thấy đã xuất hiện ở đất cảng. Thực chất, trước khi bị đệ tử của ông trùm Nam Cam khử, giữa Dung Hà và Minh Sứt có mối quan hệ làm ăn mật thiết, ngoài cái gọi là quan hệ đồng hương, anh em xã hội cùng chí hướng. Nhiều nguồn tin giang hồ còn khẳng định rằng, đầu tiên, Minh Sứt cũng có vẻ thích cô em đồng hương bởi vẻ giang hồ đến hoang dã của một người phụ nữ ở độ tuổi tứ tuần. Thích bởi Dung Hà khác người, chứ không phải thích theo đúng nghĩa đàn ông yêu bằng mắt. Thế nhưng, khi biết chuyện đời sống tình cảm riêng tư của Dung Hà không rõ ràng, có khiếm khuyết, thì người anh kết nghĩa đã hết hứng chuyện trai gái và quan hệ mật thiết với Dung Hà theo đúng nghĩa anh đồng hương và làm ăn. Cũng theo nguồn tin của giang hồ thì cái chết tức tưởi của Dung Hà có sự tác động tới chuyện làm ăn của Minh Sứt, bởi Dung làm ăn với Minh, đặc biệt là phối hợp trong chuyện vận chuyển hàng trắng. Còn cái vỏ giang hồ bề nổi ấy chỉ dùng để đánh lạc hướng dư luận, cơ quan điều tra. Thực hư chuyện này như thế nào, chỉ có Dung và Minh hiểu rõ nhất. Thế nhưng đến nay cũng chẳng ai muốn tìm hiểu tường tận mối quan hệ của họ, bởi biết cũng chẳng để làm gì, mà không biết có lẽ lại liêu trai bí ẩn hơn. Thật ra, Minh Sứt là giang hồ đất cảng thứ thiệt nên được liệt vào dạng sát gái. Điều đó đúng bởi với vẻ ngoài điển trai, lãng tử, thói tiêu tiền như nước của Minh Sứt cũng làm nhiều chân dài không cưỡng được sức hút. Trong các phi vụ buôn bán hàng trắng của Minh không bao giờ thiếu các bóng hồng. Bóng hồng của Minh Sứt được chia ra làm hai loại rõ ràng, đó là phục vụ cho việc phạm tội và để chơi. Hai loại bóng hồng này mình chưa bao giờ thiếu, mình đã thích là yêu bằng được. Tình yêu của ông trùm giang hồ hay trùm tội phạm với chân dài giống nhau ở chỗ đều chứa đựng sự chiếm đoạt, sự sở hữu hoặc không thì là ép buộc. Không bóng hồng nào thoát khỏi vòng kim cô nếu đã rơi vào tầm ngắm của mình. Khi đã là người của mình, thuộc quyền sở hữu của mình rồi, những bóng hồng này chịu sự chi phối rất lớn của ông trùm trong cuộc sống ngày thường. Khi cần thiết, bóng hồng có thể là cái bóng theo sau, nhưng khi không cần, bóng hồng tự biết mình phải đi chỗ khác để ông trùm tự tìm kiếm sự thoải mái cho riêng mình. Tóm lại, bóng hồng phải tôn trọng sự riêng tư của ông trùm, còn bản thân bóng hồng khi là sở hữu của ông trùm, không có gì là riêng tư. Ngoài người vợ chính thức ở Hải Phòng trước đó đã đứt gánh giữa đường, khi dọc đường gió bụi vào Nam, bóng hồng theo Minh Sứt nhiều vô kể. Dân giang hồ đồn, mình nghiện hai thứ cơ bản là gái và buôn hàng trắng. Hai thứ này làm nên cuộc đời đầy sóng gió của mình. Đến đâu giao dịch hay tìm mối làm ăn, mình đều lùng sục chân dài để giải tỏa nhu cầu rất đỗi tự nhiên của một thằng đàn ông không có vợ bên cạnh. Làm ăn ở địa bàn mới ổn, mình tìm chân dài để tự thưởng cho thành công của mình. Còn không, móc nối được chuyện làm ăn, mình cũng tìm bóng hồng với lý do để giải xui. Thật ra, đám đệ tử của mình hiểu tính cách hau gái của ông trùm, luôn phục tùng, trợ giúp đắc lực cho ông trùm tìm bóng hồng đẹp, vừa ý để vui vẻ. Bóng hồng nào để yêu ái lắm thì mình cũng chỉ sử dụng đến 1 năm là thanh lý. Đám đệ tử của mình rất thừa nhận, ông trùm chơi đẹp với chị em và chân dài nào của ông trùm cũng được liệt vào hàng đẹp.net. Tuy nhiên, chuyện còn zin hay không thì chỉ có ông trùm mới biết. Có một thời, mình chết mệt bóng hồng được phong là nữ hoàng của vũ trường ở khu vực Trung Nam Bộ. Nghe đồn ả này từ vùng biển Khánh Hòa dạt về. 10 đêm liên tục, mình rất đến vũ trường để ngắm nàng múa cột và bo tiền. Đêm thứ 11 thì nàng chịu tâm sự với ông trùm. Đến 5 giờ sáng, mình thất thểu về đại bản doanh nói với đám đệ tử. Còn đấy hàng lởm từ mặt tới ngực và mông, nó toàn độn silicon miếng. Lúc làm chuyện ấy, nó bóc đồ ra, trông gớm chết, mất cả hứng. Chặng đường dừng chân cuối cùng trên con đường tình ái của mình là cặp với người đẹp Quy Nhơn. Thế bảo, Phương đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng không được vinh danh. Nhưng Phương vẫn được tôn vinh là người đẹp Quy Nhơn. Bóng hồng này có tiểu sử oai hùng vô cùng. Phương ý thức được mình đẹp nên biết chơi từ khi mới lớn, biết đong đưa nháy mắt khi đàn ông tán tỉnh ngay từ còn nhỏ. Thế là Phương lấy chồng sớm. Chồng Phương cũng là ông trùm buôn hàng trắng ở vùng đất từ Quy Nhơn, Bình Định ra các tỉnh xung quanh. Trong một lần làm ăn, mình đã biết Phương và họ dính với nhau như sam ngay trong buổi gặp mặt. Giang hồ nói rằng mình chưa không đẹp, đã ngủ với vợ đối tác, lại còn lên kế hoạch cùng người vợ mất nét đó hại chồng. Trong một chuyến hàng như bao chuyến hàng khác mà vợ chồng Phương đã từng thực hiện suôn sẻ, Phương đã báo công an bắt chồng để đôi gian phu dâm phụ che mắt thiên hạ, đường chính được ở với nhau. Sau khi đã về ở hẳn với nhau, Phương đã quản thúc Minh Sứt. Mình đi đâu cũng phải có Phương đi cùng. Có nghĩa là mình ra khỏi nhà là phải có Phương tháp tùng. Phương giải thích việc quản thúc chồng là ông ấy lăng nhăng lắm, nhìn thấy gái là tít mắt, quên đường về nên phải đi kèm để giúp ông ấy biết đường về nhà. Hẳn nào, chiếc xe mẹt nhập khẩu nguyên chiếc mua về cứ thấy đắp chiếu ở sảnh nhà Minh Phương, trái với quy luật, thích đi xe tốc độ, cười ha hả với bóng hồng của mình trước đó. Hiện tại, Minh Sứt đang thụ án tù chung thân ở một trại giam phía Nam. Với bề dày về hành vi cũng như quá trình phạm pháp, Minh Sứt thừa hiểu, đã bị bắt và loại khỏi đời sống xã hội. Mình từng hoạt động trong cơ quan thực thi pháp luật, nguyên là cán bộ công an Hải Phòng và vi phạm kỷ luật bị sa thải. Nên hiểu rõ, mua bán chất ma túy sẽ bị trừng phạt rất thích đáng vì nó gieo rắc cái chết từ từ cho đồng loại. Biết dính vào chất ma túy, thể nào cũng chết, nên Minh Sứt mua bán vận chuyển thứ hàng này rất bạo. Mình còn liên kết với tên tội phạm người Nhật gốc Việt là Ngô Xuân Phong, mua bán vận chuyển chất ma túy xuyên quốc gia. Chúng lấy Việt Nam làm nơi trung chuyển ma túy từ Nhật qua Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc. Tất nhiên, việc vận chuyển từ Việt Nam sang Nhật hoặc ngược lại đều được thực hiện bằng đường tàu biển. Nói là không sợ chết, nhưng khi cấp sơ thẩm tuyên án tử, mặt Minh Sứt biến sắc và đã làm đơn xin kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, y được giảm hình phạt xuống tù chung thân. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.